Hôm trước á, thì mình thấy có một video kiểu như thế này ở trên Facebook với anh chị. Và có rất là nhiều video dạng như thế này. Họ sử dụng những hình ảnh của các em bé ha, để dùng làm catwalk, hoặc là mặc những cái trang phục rất là dễ thương ha anh chị. Hoặc là các em bé này có thể trình diễn ở trên sàn catwalk chung với các động vật khác, nhìn cũng rất là dễ thương ha anh chị. Thì đây là một trong những kiểu xu hướng hiện tại mà làm các nền tảng mạng xã hội như là TikTok hoặc là YouTube ha. Đây là một trong những cái dạng video kết hợp giữa em bé nè, thú cưng nè và những cái nhạc viral để chúng ta có thể sử dụng và chúng ta có thể xây kênh được anh chị. Thì trong video hôm nay á, Tuấn sẽ giới thiệu cho các bạn A tới Z các cách để mà chúng ta có thể làm được dạng video giống như thế này ha. Chúng ta sẽ sử dụng một số công cụ mà chúng ta có thể phối hợp lại với nhau để chúng ta làm được cái dạng video như thế này anh chị, dùng cho việc xây kênh hoặc là anh chị có thể làm được rất là nhiều việc như là bán hàng tiếp thị liên kết chẳng hạn. Nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị đến với kênh mình á, thì mình xin giới thiệu mình là Tuấn từ channel Nghề Công Sở. Và channel của mình á, thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI để áp dụng vào cuộc sống thực tế và công việc. Nếu mà anh chị thấy video này hay á, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Rất cảm ơn anh chị. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào video xu hướng xây kênh hiện tại cho các nền tảng mạng xã hội nhé. Tuy nhiên mình có một cái lưu ý như thế này. Khi mà anh chị xây kênh liên quan đến trẻ em thì chúng ta phải hết sức là cẩn thận trong cái việc lựa chọn nội dung. Ví dụ như thế này, một cái nội dung như thế này khá là nguy hiểm anh chị. Nó sẽ trên nền tảng TikTok có thể là không bị vi phạm, nhưng mà trên nền tảng YouTube có thể là sẽ bị vi phạm nha anh chị. Bởi vì như thế nào? Đây là những hành động gây hại cho trẻ em. Với những con vật này nè, nó không phải là kiểu như là những con vật mà thú cưng bình thường. Đây anh chị có thể xem ha. YouTube sẽ liệt kê vào cái dạng là những hành động vi phạm về việc là gây hại cho trẻ em ha. Đây là những cái dạng video cực kỳ nguy hiểm anh chị. Đây rất là nguy hiểm nha. Chưa kể đến YouTube hoặc là Facebook. Khi mà chúng ta xem á, lỡ đâu những bé nó biết được, nó thấy những con vật này ngoài đời, nó tưởng là những con vật này là có thể sử dụng để mà làm đồ chơi chẳng hạn, thì cực kỳ là nguy hiểm ha. Nên khi mà chúng ta sử dụng này, chúng ta phải lưu ý, hết sức là lưu ý anh chị. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái dạng video như thế này. Bây giờ mình sẽ làm dạng video kiểu như là các bé mặc các bộ trang phục của các nghề nghiệp ha. Ví dụ như bé mà có thể là làm artist nè, làm họa sĩ nè, thì cầm những cái này. Hoặc là làm đầu bếp thì cầm cái đồ như thế này ha, rất là dễ thương ha. Hoặc là kiểu như lính cứu hỏa thì có thể là cầm cái bình cứu hỏa như thế này. Chúng ta sẽ làm một cái video như thế này. Còn tất cả những video còn lại á, anh chị có thể làm rất là đơn giản theo cái mô típ của cái video này ha. Khi chúng ta làm thì chúng ta nên sáng tạo và chúng ta có thể điều chỉnh một tí, tùy chỉnh một tí thì nó đã ra cái dạng video khác rồi ha anh chị. Ok ha, chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Đầu tiên á, bây giờ mình sẽ xác định là mình sẽ làm dạng video như thế này, là các nghề nghiệp, các em bé mặc cái trang phục về nghề nghiệp. Thì chúng ta sẽ qua ChatGPT trước để chúng ta tạo được cái phần kịch bản cho cái video này. Thì kịch bản video này á, thực tế nó là những cái mô tả về những hình ảnh của các chú bé đang mặc các trang phục của các nghề nghiệp ha. Thì mình sẽ mô tả nó như thế này. ChatGPT 4o á, nó sẽ cho mình một số kết quả như thế này. Đây là 10 kết quả nó đã tạo được. Mình nhìn qua sơ bộ trước ha. Ví dụ như chụp hình mà cô chú bé cứu hỏa đầu tiên nè. Đó là cái phần mà mình mô tả ha. Ở đây là cái phần mà về painter, tức là họa sĩ nè ha. Ở dưới đây là doctor ha, bác sĩ. Như là chef là đầu bếp. Police officer ha, là nhân viên cảnh sát. Và rất là nhiều thứ anh chị. Ví dụ như astronaut là phi hành gia ha. Mình bắt đầu mình sẽ copy vào Midjourney. Ở đây mình sẽ tùy chỉnh lại cái tỷ lệ là 9:16, bởi vì mình muốn tạo dạng ở trên điện thoại á, thì mình sẽ tùy chỉnh là 9:16 ha. Các mô độ dưới đây thì chúng ta sẽ để như thế này và enter. Ok anh chị, ví dụ như những hình ảnh này mình đã thấy ổn rồi này. Này, những bé này mình thấy cũng khá ổn ha. Đấy, đấy, hình ảnh này khá là đẹp rồi ha. Mình sẽ sử dụng những hình ảnh này ha anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo hàng loạt ha. Câu lệnh này có vẻ là đã ổn rồi nè. Chúng ta sẽ bắt đầu tạo hàng loạt ha. Mình sẽ copy toàn bộ vào đây. Enter. Ok ha. Chúng ta đã copy toàn bộ những cái câu lệnh ở trong đây. Và nó sẽ tạo ra cho chúng ta như thế này. Anh chị có thể sử dụng ha. Nhìn rất là dễ thương ha anh chị. Thì tùy thuộc vào cái việc hình ảnh nó được tạo ra như thế nào, chúng ta sẽ chọn những hình ảnh nào ha.
Nhìn ảnh rất là dễ thương ha anh chị. Đây các bé rất là dễ thương đây. Mình sẽ bắt đầu lần lượt mình lựa chọn những hình ảnh nào phù hợp với mình ha. Ví dụ như hình ảnh này mình sẽ thấy khá là phù hợp với mình thì mình sẽ tải về. Sau khi mà chúng ta đã có tất cả những hình ảnh ở trong Midjourney đã tạo ra và chúng ta đã chọn được những hình ảnh ưng ý rồi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu qua một công cụ để chúng ta tạo ra video ha. Đối với dạng hình ảnh mà dọc như thế này á, thì công cụ mà mình recommend đó là Collinear anh chị. Chúng ta sẽ vào Collinear.com. Còn những hình ảnh mà dạng ngang á, thì anh chị có thể cân nhắc thêm về Runway. Vào trong đây thì chúng ta sẽ vào phần AI Video ha. Chọn Image to Video ha. Một cách rất đơn giản là chúng ta sẽ kéo những cái dạng hình ảnh vào đây. Hình ảnh này là của cô bé đang làm nghề họa sĩ nè đúng không? Mướn làm nghề họa sĩ nè. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa những câu lệnh vào như thế này. Rồi một cái câu lệnh rất đơn giản như thế này. Tức là nhân vật đi catwalk rất tự tin, vui vẻ và miệng mỉm cười. Nhân vật đi catwalk ở giữa khung hình. Thì mình để vào cái câu mà ở giữa khung hình nè, là để không có bị mất phần tay hoặc là phần chân hoặc là phần đầu gì đấy khi mà nhân vật bị đi lệch qua một khung hình đó ha anh chị. Mình thêm câu này vào. Dưới này thì chúng ta sẽ chọn cái phần, ví dụ như ở đây mình sẽ chọn vào Standard Mode ha. Chọn 5 giây, mình chọn một video. Ở dưới đây phần Camera Movement thì mình không có chọn được ha. Nó chỉ áp dụng khi mà chúng ta sử dụng Test to Video thôi. Sau đó thì tất cả mọi thứ ok hết thì chúng ta bấm vào Generate. Thì nó sẽ bắt đầu nó generate ra video của mình ha. Chúng ta đã có những kết quả từ trong Collinear rồi anh chị. Ở đây là một số kết quả anh chị có thể xem thử ha. Sau khi mà chúng ta đã có những kết quả này thì chúng ta sẽ bắt đầu download về. Và ở đây chúng ta sử dụng bản miễn phí của Collinear thì bắt buộc phải có watermark ha. Còn bản trả phí thì anh chị có thể sử dụng không có watermark. Khi mà chúng ta xây kênh á, thì anh chị cũng nên đầu tư một AI trả phí ha. Bởi vì AI trả phí á, thì nó sẽ cho phép chúng ta sử dụng bản quyền khi mà chúng ta làm thương mại hay gì. Còn nếu không á, thì nó sẽ có watermark, mà một khi mà đã watermark rồi á, tức có nghĩa là chúng ta đã không được quyền sử dụng mục đích thương mại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ download tất cả mọi thứ vào đây và chúng ta sẽ mở cấp cách lên ha. Mình sẽ đưa các nội dung nó vào đây. Kéo vào cấp cách. Trong bước này thì anh chị có thể hoàn thành nó rất là dễ dàng rồi. Bây giờ ở trong đây chúng ta sẽ có một cái video kiểu như thế này. Nếu anh chị muốn tăng cái tốc độ của nhân vật lên thì chúng ta có thể vào speed nè. Chúng ta tăng lên, ví dụ như đây mình sẽ tăng lên 1.5 chẳng hạn, cho nhân vật đi nhanh hơn chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ copy hoặc là chúng ta đưa những bài nhạc vào đây. Và cuối cùng chúng ta sẽ xuất ra. Thì chúng ta... chúng ta cực kỳ đơn giản ha. Chúng ta sẽ cần một số công cụ. Ở trong đây thì mình đang sử dụng công cụ là Midjourney để mình tạo hình ảnh. Đây là một trong những công cụ mà mình đánh giá là mạnh nhất hiện tại ở trong cái nền tảng đóng á, thì Midjourney là một trong những nền tảng khá là tốt trong việc tạo hình ảnh anh chị. Thì anh chị cũng có thể sử dụng được nhiều cái nền tảng khác, ví dụ như Leonardo hoặc là các nền tảng như là Copilot Image chẳng hạn. Tuy nhiên á, xét về độ chân thực á, thì có vẻ là nó sẽ chưa có bằng được so với lại Midjourney. Vì vậy á, khi mà chúng ta sử dụng á, thì anh chị có thể cân nhắc anh cho ta sử dụng vào Midjourney ha. Và các công cụ khác á, ví dụ như Collinear hoặc là Runway á, thì anh chị cũng có thể cân nhắc để chúng ta có thể sử dụng các gói trả phí ha. Bởi vì các gói trả phí hiện tại á, được ưu tiên cho người dùng và họ sẽ generation những cái dạng video đó trước. Còn những gói miễn phí anh chị phải chấp nhận phải đợi anh chị. Có thể là khoảng 2 ngày hoặc 3 ngày thì nó mới generation ra một video 5 giây cho chúng ta. Thậm chí là có thể tạo ra video nó bị lỗi anh chị. Và Tuấn cũng có một khóa e-learning về AI để anh chị có thể học tất cả những kiến thức AI từ nền tảng, từ số 0 đến nâng cao. Anh chị có thể học các kiến thức AI này một cách có bài bản và có lộ trình ha. Từ AI chatbot, hình ảnh, video, audio, music và rất là nhiều thứ khác áp dụng vào từng cái case study cụ thể chúng ta nha. Quan trọng nhất ở trong khóa e-learning này là Tuấn sẽ chia sẻ cho anh chị cách về tư duy các công cụ AI
ở trong thời đại AI hiện tại, khi mà các công cụ AI ra mắt càng ngày càng nhiều thì chúng ta sẽ bị loạn và chúng ta sẽ bị cuốn vào cái luồng của AI đó. Nếu như anh chị không biết cách và tư duy về các công cụ AI thì chúng ta sẽ khó mà có thể áp dụng vào thực tế. Trong cái khóa e-learning này, Tuấn chia sẻ cho anh chị rất là chi tiết anh chị, từ không biết gì về AI, thậm chí là anh chị có thể không biết gì về tiếng Anh, chúng ta vẫn có thể sử dụng được các công cụ AI để chúng ta có thể xây kênh, chúng ta có thể làm những cái việc bán hàng, tiếp thị liên kết, hoặc là chúng ta có thể sử dụng ở trong các lĩnh vực như là giáo dục này, marketing, hoặc là nhân sự, hoặc là rất là nhiều thứ khác nữa anh chị. Link chi tiết á, mình sẽ để dưới phần comment á, anh chị có thể đăng ký một tài khoản học thử ha. Sau đó chúng ta có thể nâng cấp lên tài khoản VIP nha anh chị. Tài khoản VIP á, thì chúng ta sẽ xem được tất cả những video hiện tại, cộng với những video nào Tuấn sẽ update sau này, cộng với đó là sự hỗ trợ từ Tuấn anh chị. Nên anh chị có thể yên tâm về cái khóa học này. Đây là một khóa học mình đầu tư dài hạn và mình sẽ hỗ trợ cho anh chị khi mà anh chị gặp những thắc mắc hoặc là những cái case study nào mà chúng ta không làm được ha. Ok anh chị, mình rất là hy vọng sẽ gặp lại các anh chị trong khóa e-learning này. Và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video tiếp theo trên channel Nghề Công Sở. Mình sẽ chia sẻ cho anh chị thêm nhiều cái kiến thức hay ho, cũng như là những cái case study thực tế mà chúng ta có thể áp dụng vào việc xây kênh và kiếm tiền ở trên mạng xã hội anh chị. Ok anh chị, bye bye. Chúng ta sẽ gặp lại vào các video lần sau.